Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Vietnews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên kênh Vietnews USA để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta quý vị nhé. Một nhà hàng Việt Nam được trao tặng nhiều giải thưởng trong thời gian qua, với nhiều giải thưởng từ các báo chí Mỹ và Việt. Trong năm 2021 vừa qua, nhà hàng cũng tiếp tục được trao tặng giải thưởng Nhà hàng Việt Nam ngon nhất thành phố Mesa. Mời quý khán giả cùng tiếp chuyện với chủ nhân của nhà hàng Huế Gourmet, cô Loan Hà. Huế mộng mơ, Huế nên thơ, Huế với nền văn hóa ẩm thực cung đình đặc sắc của cố đô Huế. Mời quý khán giả hãy đến với nhà hàng Huế Gourmet để được thưởng thức những món ăn ngon đậm đà hương vị của một nền ẩm thực lâu đời Huế, như bún bò Huế nổi tiếng được nhiều người biết đến, hay những món ăn dân dã như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, hay cây xé miệng ăn phải hít hà với cơm hến rất thân thuộc gần gũi với người dân xứ Huế. Ngoài ra, Huế Gourmet còn có nhiều món ăn ngon như bún măng vịt, bún mắm, bún riêu cua, bánh xèo, nem, chả và nhiều món ngon khác. Huế Gourmet tọa lạc 66 South Dobson Road, Suite 126, Mesa, Arizona 85202, trong khu Mekong Food Court. Số điện thoại 480-251-7429, 480-251-7429. Chủ nhân trân trọng kính mời. Trọng Phúc chào đón tất cả quý vị đến với chương trình của Vietnews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Trọng Phúc xin mời quý vị cùng chào đón chị Loan, là chủ nhân của Huế Gourmet, một trong những cái nhà hàng mà trong năm 2021 vừa qua đã nhận được giải là The Best Vietnamese Restaurant in Mesa. Và rất hân hạnh chào đón chị đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, em xin chào anh Trọng Phúc, em xin chào tất cả quý đồng hương. Dạ, yeah. Và như quý vị được biết, khi được chọn một cái nhà hàng The Best của một thành phố thì nó mang được ba cái yếu tố. Thứ nhất là cái chất lượng, gọi là cái độ ngon của cái món ăn của mình được nhiều người biết đến, nhiều người thưởng thức và nhiều người công nhận những món ăn ngon. Thứ hai của nó là về cái chất lượng phục vụ, nghĩa là cái sự phục vụ của khách hàng của nhà hàng. Không phải chỉ là vô ăn trả tiền là xong, nhưng mà họ phải gọi là khách hàng vẫn vui khi mà ra về và cũng như ao ước quay trở lại để ăn tiếp những ngày khác nữa. Và cái điểm thứ ba là nói gì nói, nhưng mà chuyện tiền bạc tài chính nó rất là quan trọng, nghĩa là cái món ăn của nó, cái mức độ của nó không phải là quá cao hay là nó phù hợp với cái món ăn của mình, mà không phải là ở trên những cái mình thấy trong thời gian vừa qua có một số người ăn mà những món ăn mà có giác vàng rồi kia đó, thì không phải cái loại đó, còn đó thì mình không có đề cập tới. Thì trong thời gian vừa qua, với cái sự đại dịch, dù cái năm 2021 vừa qua đi, thì chúng ta thấy đó, cái đại dịch nó tương đối nó cũng giảm nhẹ đi nhiều, bởi vì nhiều người đã có vaccine, nhưng mà cái tình hình buôn bán, vật giá, đủ thứ hết thì nó ảnh hưởng như thế nào? Chị có thể chia sẻ đôi nét về cái nhà hàng của mình trong năm 2021. Dạ, thì cái thời gian vừa qua mà đại dịch COVID á, thì chắc là quý đồng hương cũng biết là vật giá nó tăng lên rất là cao, mình đi chợ cái tiền nó lên cũng khủng khiếp. Mình thấy mình hồi hộp luôn không? Dạ. Khá cao. Thì tụi em á, nói chung là cũng có tăng giá, phải tăng giá chứ mình mới tiếp tục được cái business của mình. Cho mình, nếu như mình không có tăng thì chắc là mình chết. Thì nói khi mình nói về tăng giá thì ví dụ cái vật giá nó lên cao như vậy. Thì bây giờ nếu mình tăng cái giá bán của mình thì có nhiều khi nó có bị ảnh hưởng đến cái khách hàng, thì nó hôm trước có 8 đồng mà bây giờ tới 12 đồng, nhiều khi cái giá nó cao quá. Hay là chị có nghĩ là đến cái lĩnh vực là giảm cái chất lượng xuống bớt một tí để nó nhẹ bớt cái giá thành, hay là mình làm cho cái tô nó nhỏ lại một tí để mà bán ít mà cái họ mua cũng bằng cái khoảng cái cỡ tiền đó hoặc là hơn một tí không? Hay là cái cách nào chị
đối với cái trường hợp mà vật giá leo thang mà Trần Phúc thấy là từ 25-35%. Dạ, thì tụi em có tăng giá nhưng mà tăng ở mức độ vừa phải thôi chứ không có cao. Mình tăng mà để cho khách hàng cũng có khả năng để mà đi ăn ở ngoài. Nhưng mà chất lượng thì tụi em không có thể giảm được, tại vì cái tên tuổi của mình nữa luôn. Đúng rồi, tên tuổi với lại là khách hàng ăn quen như vậy rồi. Mà giờ mình giảm thì không có được. Tổ cũng không có thể nhỏ lại được, tại vì khách ăn thì phải no chứ mà mình làm nhỏ quá khách ăn. Anh đói ăn hai tô thì là dư quá phải không? Thành ra nếu mà tụi em mà có tăng giá một chút xíu thì cũng xin quý khách thông cảm. Bởi vì thật sự cái món nào cũng vậy. Cái gì cũng mua, không những Trần Phúc thấy là không những là cái vật giá lên cao từ 25-35% mà nhiều khi có những món mà mình mua không có nữa. Rồi. Và nếu trong những trường hợp mà những cái món mình mua không có thì cách đề phòng hay là cách mà chuẩn bị như thế nào về nhà hàng của mình? Thì thường là tụi em đi chợ là mỗi tuần là đi là mua như đó. Nhưng mà bây giờ tụi em phải sắm thêm tủ lạnh, freezer này nọ. Tức là mua mà trữ. Rồi tàn trữ đúng không? Hoặc là đầu cơ tích trữ luôn. Rồi mấy cái đồ khô như lúc tụi em để hết trong nhà luôn á. Quá chân đồ. Ai đi vô cũng thấy. Mà tàn cơ tích trữ thôi. Nhưng mà phải vậy. Chứ không thôi mình thiếu. Mình không có. Là khách là giống như mình, nếu mình không có trong... mình không có một ngày không sao mà không có một tuần là tiệm mình có thể là ảnh hưởng nhiều. Và về cái đại dịch mình cũng sẽ thấy cái về cái phục vụ. Cái phục vụ thì trong cái phục vụ của mình á thì với cái đại dịch nó có khó khăn gì hơn không, khách hàng nó có đòi hỏi gì nhiều hơn không hay là nó vẫn như bình thường? Thì dịch khách hàng vẫn đi ra ngoài ăn mà ăn cũng rất là đông, nói chung là tụi em cũng ráng phục vụ cho khách làm sao mà cho đảm bảo vệ sinh và an toàn. Thì thường khách tới thì mình phải lau bàn cho sạch, nhưng mà nhiều lúc khách họ kỹ hơn thì họ vô họ nhờ mình lau thêm lần nữa. Dạ, rồi tụi em để hand sanitizer trước, giấy ướt này nọ thì khách cứ tự nhiên lấy để rửa tay này nọ trước khi ăn. Rồi trong nhân viên thì mình đeo bao tay, như lại mình rửa tay nhiều hơn để mà đảm bảo cái vệ sinh an toàn cho khách hàng. Và trong cái mức độ ví dụ vệ sinh ngân hàng và vệ sinh để mà cho khách khách hàng đến với mình thì trong cái đại dịch như vậy thì chị có thấy cái khách nó dễ chịu hơn, bởi vì nó thấy nhiều khi cái pressure, cái gánh nặng cho những nhà hàng phải làm họ nhẹ nhàng hơn cho mình hơn hay là họ khó hơn cho mình? Ví dụ nhiều khi họ tới họ đòi hỏi nhiều hơn hay là họ đòi hỏi ít lại bớt? Thì lúc đầu á khách họ cũng kỹ lắm, nói chung là có nhiều khách lại đem cả báo mình lau sạch rồi mà đem báo trải lên bàn nữa. Nhưng mà dần dần á, rồi giống như ai cũng có vaccine rồi á, cho nên khách có vẻ giãn ra dễ chịu hơn, dễ chịu hơn, giống như không còn lo lắng nhiều hơn như là cái trước đó nữa. Và về cái phần khẩu vị thức ăn, khi mình gọi là mình cái mặc dù mình ok mình nói về thứ nhất đó là cái khách hàng của mình. Khi mình mở tiệm thì nếu các tiệm cái nhà hàng đó mà đầu tư vào trong thị trường của Mỹ đó, người Mỹ rất nhiều đó, thì nó sẽ có đông khách hơn. Mà nếu mà thị trường vào Việt Nam không thì nó chỉ gói gọn một số lượng người thôi. Thì cái nhà hàng của chị như thế nào? Nếu mà đi vào thị trường của Mỹ thì cái đồ ăn như nó là lợ hơn tí. Còn nếu mà đi trường Việt Nam thì đồ ăn nó đậm đặc cái hương vị của người Việt của mình. Thì cách thức của mình đối với cái thị trường của mình như thế nào? Thì khách hàng của tụi em á, là Việt Nam mình mà tính không á, là từ Bắc ra Nam. Rồi có thêm những khách hàng châu Á như là Đại Hàn hay là người Phi rồi này kia, hay là nhiều lắm rồi. Nhà hàng của em cũng có rất là nhiều khách hàng Mỹ với lại các nước châu Âu này nọ vậy á, thành ra thì em nấu vừa phải, rồi mình để thêm gia vị phụ thêm, rồi mình để lên bàn khách muốn thêm mắm muối hay là ớt hay là gì, hoặc là lúc mình nói có mắm ruốc không chị?
Có luôn, có hũ mắm ruốc luôn. Có hũ mắm ruốc luôn. Tại có nhiều khách thích ăn mắm ruốc đó, mình nghĩ nhưng mà không có là khách hỏi cho xin miếng mắm ruốc. Mà em ngạc nhiên là những khách Mỹ họ cũng xin mắm ruốc luôn. Cái mắm ruốc mà chỉ cần còn bô vô cái mũi của họ là thôi là nguyên ngày là không biết đường nào mà tìm đó. Rồi nhiều lúc mình lấy order đó, mình hỏi khách, khách muốn ăn cay nhiều, cay ít, hoặc là những cái món mà mình thường bỏ ớt vô thì mình hỏi khách nếu không thích đó, thì mình không có bỏ vô. Và mình khi mà nói chi tiết hơn một tí thì nhà hàng của chị là Huế Gourmet, là chuyên về những món ăn về miền Trung. Và như quý vị, những món ăn miền Trung thì Trọng Phúc biết là món ăn nó thứ nhất là nó mặn hơn so với miền Bắc và miền Nam. Món ăn nó sẽ cay hơn nhiều so với miền Bắc và miền Nam. Và nó cũng có nhiều khi cái hương vị, cái mùi của nó đó, nó cũng đậm mùi hơn. Thì đối với cái nhà hàng của mình thì đứng với như vậy, nếu mình làm mà nó giống như nó lợt hết tất cả những cái thứ đó đó thì nó không còn mang cái ảnh hưởng của cái hương vị miền Trung của mình. Thì cách ứng xử của nhà hàng của mình như thế nào? Những món mà đặc biệt về cái Huế thì mình cứ làm theo đúng của Huế, tại vì họ tới nhà hàng Huế là họ muốn ăn cái món mà có mùi vị Huế thì tụi em vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà không có mặn quá, cũng không có cay quá. Rồi mình đó, lúc mình lấy order đó, mình hỏi khách muốn giảm cay thì mình giảm, nhưng mà mình có để cái sách nước mắm với lại ớt mình đem ra cho khách nữa, mắm muối tiêu rồi đủ thứ hết đó, thì khách họ có thể cho thêm, tại vì nhiều lúc á mỗi khách là có mỗi khẩu vị khác nhau, cho người ăn mặn ăn lạc khác nhau. Và về cái khi mà nói về cái chất lượng cái thức ăn của mình rồi, bây giờ về cái nhân sự, cái đặc biệt trong các nhà hàng thì chúng ta thấy rằng trong thời điểm gần đây thì Đồng Phúc thấy là nó đang bị khan hiếm thợ. Thì đối và đặc biệt đối với nhà hàng của Huế thì những món ăn Huế không phải là dễ nấu nữa. Thì thợ của mình như thế nào? Thì bây giờ nhà hàng nào cũng thiếu thợ hết á. Mà tụi em thì cũng may mắn là giữ được những cái người thợ cũ của tụi em. Thì tụi em phải bỏ nhiều thời gian vô nữa. Vậy thời gian này có nhiều lúc thợ muốn nghỉ bớt hay là gì thì mình lúc nào cũng sẵn sàng có backup mình làm. Em nhiều lúc ra làm thêm giờ. Rồi nói chung là trong gia đình cũng bỏ nhiều thời gian. Nói ông chủ cũng phải ra nồi chén không? Đúng rồi. Thì mình phải bỏ nhiều thời gian ra hơn. Mình bỏ nhiều tâm huyết nhiều hơn vô trong nhà hàng. Và cũng trong tình hình về cái thực phẩm leo giá và nhiều cái thực phẩm không tìm ra được cái nguồn hàng. Thì cái menu của mình nó có thay đổi gì không chị? Nó có thể bị cắt bớt một số món vì cái nhiều cái nguồn hàng nó không có, hay là những cái món ăn mà nó giống như là nó đặc biệt gì đó mình có thể mình cắt bớt không, hay là cái menu của mình vẫn giữ như cũ? Những cái món chính là tụi em vẫn giữ như cũ, tại vì nhiều lúc mà tụi em nói thôi mình cắt bớt một hai món cho nó khỏe, nhưng mà không có được, tại vì có nhiều khách hàng chỉ tới là ăn món đó rồi họ nói họ rất là ghiền cái món đó mà họ đi rất là xa, cho nên mình không có thể bỏ được món nào cái mà như vậy càng lại khó. Còn những cái món mà mình đặc biệt á, special mỗi ngày á, thì ngày nào mà mình có nhiều nhân viên á, thì mình làm thêm món special, còn ngày nào mình ít nhân viên á, thì thôi mình bỏ mấy cái món special để bữa khác mình làm. Thì Trọng Phúc thấy có một số nhà hàng thì họ lại thường thường họ nấu cái nước gọi là nước lèo đó. Họ nấu một loại nước nhưng mà món gì cũng là dùng nước đó hết. Thì chị nghĩ thế nào về vấn đề đó? Tụi em không có làm một cái nước lèo, tại vì mình làm như vậy thì nó không có đặc trưng cho cái món nào hết. Là tụi em mỗi cái nồi nước lèo là mỗi cái vị của nó. Chẳng hạn như nhiều người khách đó, họ tới họ ăn bún cá đi, họ không có thể ăn thịt được, mà nếu như mình dùng cái nước lèo của xương bò rồi hay xương heo thì họ không có ăn được, cho nên tụi em cái nước lèo nào là nó ra cái nước lèo đó, nó có cái đặc trưng của nó riêng, cho nên khách rất là thích. Và yên tâm mà không sợ bị lẫn lộn. Không là một món gọi là ăn nhiều món mà thật sự cũng chỉ có một món mà ra phải không? Và như vậy thì đối với chị thì cái khó khăn trong cái bởi vì nếu mà có nhiều món như vậy thì giống như là
mỗi món một nồi khác nhau, yeah. thì nó sẽ rất là khó. Mình có khi nào mình limit là cái ngày nào của những món nào không? Dạ không, những cái món đó là tụi em có mỗi ngày, nhưng mà mình chia ra mình nấu. Ồ, bữa nay á mình tập trung mình nấu cái món này, rồi ngày mai mình tập trung mình nấu món đó. Thì mình chia ra 2 ngày mình nấu, hôm nay mình nấu 3 món, ngày mai mình nấu 3 món, nhưng mà mình vẫn đầy đủ hết cho mỗi khách. Đầy đủ cho mỗi khách. Dạ. Thì nói chung là nhiều lúc thiếu giờ thì tụi em lại bỏ thêm overtime ra, nhưng mà cũng phải phục vụ đầy đủ. Yeah. Không có thiếu món nào, tại thiếu là khách buồn lắm. Yeah. Tới ăn không đủ món hả? Không có. Yeah. Và như vậy thì những món nào là những món chủ đạo của mình trong thời điểm hiện nay? Món của tụi em mình chính khách ăn nhiều nhất á là bún bò Huế. Cái đó món đó không thể thiếu trong tiệm Huế. Khách tới là lúc nào ăn bún bò Huế, rồi bún măng vịt, bún măng vịt, rồi bánh canh cua, bún riêu, mì Quảng, rồi mấy tất cả mấy loại bánh, bánh xèo, bánh lọc, bánh bèo, rồi bánh ướt, rồi bánh nặng. Nói chung là món nào cũng khách cũng yêu cầu hết á. Mà tới giờ này là giờ cũng như là tới giờ giờ ăn tối rồi, là mà nghe nhắc tới món ăn là người nào cũng đói bụng thèm chảy nước miếng thôi. Dạ vâng. Và thưa chị, thì như vậy thì trong cái menu của khách hàng thì những cái món gì mà khách hàng thường thường họ to go về? Dạ, khách to go là họ có thể to go tất cả các món, bánh với lại bún. Nói chung tiệm em là món nào to go cũng được hết á. Thành ra có nhiều khách mà sợ Covid không dám ăn ngồi đó thì cứ gọi rồi to go, là tụi em làm to go, món nào làm to go cũng được. Tụi em pack rất là kỹ, nói chung là không có sợ bị hư, cũng yeah. không có sợ bị đổ. Chị nói có về pack rất là kỹ, đồ phục yeah. rất là gọi là không phục đó. Yeah. Thường thường thì mình đi ăn các nhà hàng, mình order to go đó, yeah. thì mình thấy các nhà hàng họ để ví dụ tí tương, ớt, nước, mắm, nước chấm đó, riêng yeah. ha, một cái hũ yeah. riêng. Yeah. Rồi sau đó là rau nè, rồi dưa chua nè, yeah. rồi bún này kia, họ gần giống như để chung một trong cái hộp luôn, yeah. rồi thịt này kia để một cũng trong hộp đó một ngang bên. Yeah. Nhưng mà Trọng Phúc thấy trong cái đợt vừa rồi đó thì khi chị làm cái pack mà giống như là bún nem nướng, yeah, yeah. Yeah. thì Trọng Phúc thấy đến nỗi mà cái hành phi đó. Yeah. Là để một cái hũ nhỏ nhỏ rất là xinh, mà thật sự cái đó chỉ cần để lên trên cũng được, không nhất thiết là phải để yeah. một hũ riêng, chị vẫn để riêng một cái hũ nhỏ, yeah. rồi rau dưa chua cũng một cái bì, một cái ziplock nhỏ, yeah. là mỗi thứ từng phần cái là thành ra nó đảm bảo là nếu mà không ăn liền trong ngày hôm đó, bỏ tủ lạnh ngày hôm sau vẫn không có bị ôi thiêu. Yeah, yeah. Và rất là kỹ lưỡng nên đó, cho nên cái chuyện mà nói mà pack thì Trọng Phúc chưa bao giờ thấy, mặc dù đi ăn rất là nhiều nhà hàng, cũng order to go cũng rất nhiều nhà hàng, yeah. cũng đã từng trải kinh nghiệm là nhiều nhà hàng ở nhiều nơi, không phải chỉ yeah. Arizona, thì thấy cái phần cái pack đồ ăn rất là kỹ từ nơi nhà hàng Huế của mình. Yeah. Yeah. Và trong cái năm 2021 này, 22 này, yeah. thì cái hướng đi của chị như thế nào, cái hoạch định của mình như thế nào? Dĩ nhiên là với năm 2022 có nhiều cái biến động mình vẫn chưa biết được hết. Yeah. Thì chị có cái suy nghĩ gì đối với cái nhà hàng của mình? Thì tụi em lúc nào cũng muốn phục vụ quý đồng hương càng ngày càng tốt hơn. Cho nên lúc nào tụi em cũng ráng cố gắng nỗ lực và sẽ nỗ lực hơn nữa để mà phục vụ quý đồng hương tốt hơn, và sẽ ra nhiều món mới, món ngon hơn nữa để mà phục vụ quý đồng hương. Dạ, nghĩa là áp lực cho riêng mình đó phải không? hay vì là còn phấn đấu để tốt hơn, để cố gắng hoàn thiện hơn những món ăn của mình và đem nhiều cái món ăn mới. Và khi mà nói những món ăn mới như vậy đó, thì những món ăn này đó là chị học từ đâu, hay là tự nghiên cứu tới, hay là có những người giúp đỡ cho mình hay là tại sao mình có được những món ăn mới? Thường á là em thường để khách hàng hay hỏi món nào mà mình chưa có, khách hàng yêu cầu, rồi những món nào mà em thấy được, chẳng hạn như tình cờ em tới cái tiệc đó em thấy ồ món này ngon, rồi hoặc là em coi những cái show em nói ồ món này ngon, rồi mình cũng nên làm cho khách hàng ăn. Thì nói chung là những món mới từ đó Là nội hứng đó, là khi mình thấy như vậy và từ đó mình về mình bắt đầu nghiên cứu.
Vậy ai là người sẽ chấm cho cái món đó mà trước khi mà bán cho khách? Chắc ông chủ. Thường là em làm ra là cho trong gia đình ăn trước. Nhà em là người nào cũng xanh đều ăn hết á. Gọi là chén ăn đó phải không? Bây giờ trong nhà ai cũng xanh lắm. Đặc biệt là hai đứa con em nha. Nó ăn, nó đi đâu mà nó nếm một cái mà rồi nó bỏ đồ xuống nó đấy. Không bằng mà mì nấu. Chắc chắn là không bằng rồi. Không ăn hoặc là em nấu ra nó nói, ôi mì ơi ngon quá, lần sau con muốn ăn cái này nữa. Là biết là món nó ngon rồi đó. Vậy là cũng là mình phát huy để mà phục vụ cho khán giả, khách hàng của mình. Rồi bắt đầu mình nấu ra khách hàng nói wow món này ngon quá, hoặc là khách hàng nói ồ cái này rất là ngon mà thôi mình cho thêm một tí gì nữa, thì em sẽ lắng nghe khách hàng rồi mình làm cho nó được tốt hơn, ngon hơn. Và ngoài ra thì nhà hàng của mình có những đồ mà gọi là order bán tray hay là những cái order mà họ có thể mua về để mà đãi tiệc không chị? Dạ có, tụi em những ngày lễ này là khách hàng đặt giống như là bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm rồi ví dụ bún, ngay cả bún mà order nguyên nồi cũng có luôn. Wow. Dạ, rồi bánh hỏi, rồi nói chung là tất cả các những cơm chiên, rồi gỏi, rồi chả giò, rồi nhiều thứ lắm. Cái nào tụi em cũng có thể làm party tray được. Còn một món mà rất là đặc biệt là nem và chả. Thì cái món đó thì mình cũng có luôn. Dạ có. Rồi và có những loại nào? Tụi em là có nem chua của Huế này, rồi chả đòn, chả lùa của Huế, rồi chả thẻ là cái loại nhỏ nhỏ là ăn rất là tiện, rồi có nem nướng nữa, rồi có chả ốc nữa. Nói chung là tụi em làm đủ thứ các loại món. Mà Trọng Phúc thấy hình như cái chả thẻ với chả lùa mặc dù hình như nó giống nhau nhưng mà khi ăn thì chả thẻ nó ngon hơn hay sao? Dạ, là do là cái chả thẻ là mình gói cái lá đó, cái hương vị nó thơm, cái hương vị hơn. Hương vị nó thơm, lá, nó ngọt hơn, ngon hơn. Còn cái kia nó là một cốc, thành ra là nhiều khi mình nhiều quá mình không cảm thấy nó cái hương vị cũng đã đầy đủ hết. Và một điểm nữa đó, nói đến đồ ăn mình đã muốn chạy nước miếng luôn. Như vậy thì cái mà Trọng Phúc muốn hỏi đó thì trong cái dịp Tết của mình á, hay là những cái dịp mà bình thường đó, thì mình có làm những cái món như là bánh tét, bánh bánh chưng rồi gì không chị? Dạ có, khách đặt thường hay là đặt trước 2 tuần á, hay là 10 ngày á, là bánh tét, bánh chưng, bánh mặn, bánh chay là tụi em có làm hết. Rồi như vậy thì thường là cái bánh bánh tét của nó có đòn lớn có đòn nhỏ? Dạ lớn nhỏ tuy khách đặt, khách muốn đặt to em làm to, khách muốn bánh chuối, bánh này cũng chưa được có hết. Nói chung là khách cứ nhưng mặn nhưng ngọt rồi có hết. Nghĩa là bánh tét, bánh chưng, bánh bánh ú, bánh nậm rồi này kia có ở đây đúng hết. Và đặt trước thường khoảng bao lâu thì mình có? Trước 10 ngày. Cho nên quý vị, trong cái chương trình này, quý vị nào có cần có những bánh tét thì Trọng Phúc biết là có một số người có hỏi về Trọng Phúc. Thì nhân cái cơ hội này, quý vị nào có những cái muốn đặt bánh tét, bánh dưng để mà cho gia đình dùng trong ngày Tết, hoặc là đem biếu tặng người quen, người thân, thì đây là cái cơ hội, hãy liên lạc. Và cái số điện thoại của mình là gì thưa chị? 480-251-7429. Thưa quý vị, và cái location của mình thì nằm trong khu food court của Mekong Plaza. Mekong Plaza. Thì Mekong cũ đó, cái hiện giờ đang là Mekong. Cho nếu quý vị nào có những cái nhu cầu, thứ nhất là đãi tiệc, bởi vì thật sự Tết mà mình phải đi nấu đó thì nhiều khi mệt lắm thưa quý vị, chưa chắc là nấu ngon nữa. Dĩ nhiên có một số người nấu ngon, Trọng Phúc vẫn biết là một số người nấu ngon, nhưng mà nhiều khi mệt rồi không có chơi được gì nhiều. Thứ hai nữa, nhiều khi mình ít người đó mà mình nấu nhiều thì cuối cùng mình ăn nguyên tuần luôn thì nó cũng mệt. Thành ra nhiều khi mình chỉ cần order một vài món đơn giản thôi, trong cái mức độ thôi, ví dụ mình ít khách thì mình mời ít lại và mình order ít lại thì nó thoải mái cho mình chỉ tới đi pick up thôi. Và ngoài ra thì quý vị có những cái muốn mua đồ ăn hay là muốn đặt nem chả gì đó thì quý vị cũng là cái có cái cơ hội để có thể liên lạc. Và cái Huế Gourmet một lần nữa, cái số điện thoại để liên lạc với Huế Gourmet của mình thưa chị. 480-251-7429. Cảm ơn chị Loan đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tiếp chuyện với chị Loan của Huế Gourmet, một nhà hàng vừa rồi đã đạt giải The Best
Vietnamese Restaurant in Mesa là cái giải mà được trao tặng cho nhà hàng ngon nhất của thành phố Mesa. Và mến chúc chị cũng như nhà hàng Huế Gourmet luôn thành công, đem được cái sự yêu mến của khán giả, những người mà yêu thích ẩm thực Huế thì cũng có thể đến và có thể mời bạn bè dù Mỹ, Mễ hay là các nước nào đi nữa thì cũng thể đến để thưởng thức những món ăn rất đậm hương vị của kinh đô Việt Nam của chúng ta, đó là Huế. Và với những món ăn mà thật sự là không phải nhà hàng nào cũng có thể nấu được. Và cũng như chúc chị và Huế Gourmet luôn thành công và một năm mới đầy sức khỏe, cũng như phục vụ nhiều món ăn ngon cho đồng hương của chúng ta tại Arizona. Dạ, em cảm ơn anh Trọng Phúc nhiều. Em cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ tiệm Huế Gourmet của tụi em trong suốt một năm qua. 10 năm rồi. Dạ, 10 năm, thời gian trôi nhanh quá hả chị? Dạ, em cũng xin chúc quý đồng hương một năm mới sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc và phát tài phát lộc. Phở Cần Thơ, Phở Cần Thơ. Đến với Thiếu Son, đừng quên ghé lại Phở Cần Thơ để thưởng thức các món ăn ngon đậm đà hương vị Việt Nam như phở, hủ tiếu, bún bò Huế, bánh canh, bánh mì, bánh xèo, cơm tấm và nhiều món ngon khác dành cho bữa cơm gia đình. Ngoài ra, Phở Cần Thơ còn có nước mía tươi ép ngay tại chỗ, thơm ngon, tinh khiết. Phở Cần Thơ mở 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nhân đặc biệt và to go. Gọi ngay 520-849-6317, 520-849-6317. Phở Cần Thơ tọa lạc tại 2746 North Campbell Avenue, Tucson, Arizona 85719. Chủ nhân trân trọng kính mời. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọc Phúc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên bấm nút like cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn. Quảng cáo và tiếp cận với khách hàng là một công việc mà các doanh nhân cần phải làm và thường phải nhức đầu. Làm cách nào để có những business card, flyer, brochure, menu, gift certificate đẹp và chuyên nghiệp, đáp ứng được thị hiếu và mức độ sang trọng của thương hiệu? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị có những sản phẩm để hỗ trợ cho việc khẳng định thương hiệu của mình. Làm cách nào để tiếp cận với khách hàng khi mọi người đều dùng smartphone để truy cập website? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647 để được hỗ trợ trong việc tạo dựng nên một website cho thương hiệu của mình, giúp hỗ trợ SEO, tạo sự dễ dàng cho việc kết nối với khách hàng của mình. Thành công của quý vị cũng là thành công của chúng tôi. Đừng chần chờ, hãy gọi ngay 602-481-2647, 602-481-2647. Chọn mặt gửi vàng, chọn thương hiệu để tạo dựng sự thành công.